trường hợp nhập mua dịch vụ. Vụ ở đây dành cho công trình. Phần này chính là phần gì các bạn nhé? Cái đúc phần này cái. Rồi, ok, phần này là phần thầu phụ công trình xây lắp. Ở đây chúng tôi nói rõ một tí nhé, thầu phụ là cái phần mà chúng ta khi chúng ta nhận thầu một công trình thì chúng ta không làm hết được tất cả các hạng mục. Chúng ta có thể thuê một cái đơn vị nào đấy người ta làm bớt những cái phần của mình thì người ta gọi là thầu phụ. Đấy, thế chúng ta vào mua hàng này, chúng ta vào mua dịch vụ này, chúng ta chọn thêm này. Đối với trường hợp để lên được cái giá thành của công trình ở trong phần mềm, chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm chính xác. Ở đây ví dụ chúng ta thuê cái công ty này, người ta làm cho mình một cái phần dịch vụ nào đấy, chúng ta ghi diễn giải ở đây là thanh toán tiền nghiệm thu thầu phụ phụ phần móng giá đấy, đúng không? Ở đây chúng ta chọn đây và thích cái này xuống, rất là nhiều dòng, các bạn chọn 1542 của công trình nhá, ví dụ 250 triệu. Ở đây các bạn lưu ý này, trong cái trường hợp này các bạn phải chọn cái khoản mục chi phí, nó là thầu phụ các bạn nhé, để nó vào cái phần giá thành là nó sẽ lên ở chữ phần thầu phụ. Và cụ thể cái đối tượng tập hợp chi phí là nó xem nào, ở đây sao lại không hiện lên cái đối tượng tập hợp chi phí đâu, đối tượng tập hợp chi phí là có đây rồi, đâu rồi, đây nó là ở đây, chúng ta là của công trình, ví dụ công trình này đập phải lại đấy. Các bạn có thể ẩn hiện cột thì nó hiện ra cho các bạn. Thì khi lúc nãy là tôi có bỏ đi cái mã dịch vụ thì nó ẩn đi. Các bạn đưa nó ra bằng cách là chọn ẩn hiện cột ở giữa màn hình này, nó sẽ hiện ra cho các bạn. Rồi chúng ta kê hóa đơn đầy đủ là được thôi, đúng không? 10% chẳng hạn. Đấy, tiền thuế này, loại hóa đơn kê đầy đủ cho các bạn. Số hóa đơn. Đấy, ở đây chúng ta kê đầy đủ thì nó sẽ lên hết bảng kê cho các bạn. Lưu ý là cái đối với cái hóa đơn đỏ ấy, thì các bạn phải kê đầy đủ nhá, không được thiếu này. Cái mục này cũng không được thiếu này, mục này cũng không được thiếu này, mục này cũng được thiếu này, mấy cái mục này không được thiếu mục nào hết, không là nó không lên trên cái bảng kê. Lúc đấy các bạn lại cứ gọi tôi hỏi tại sao nó không lên bảng kê, và thực chất là khi các bạn nhập nó bị thiếu thông tin. Như vậy là các bạn đã lập được cái phần hóa đơn mua dịch vụ của công trình. Chúng ta lướt qua tí xem nó lên ở cái phần này là phần gì nhá. Lúc nãy là nó lên ở cái phần công trình đập phá lại, đúng không? Chúng ta làm cái thầu phụ công trình đập phá lại. Đấy các bạn nhìn thấy không, nó lên bảng giá thành là 250 triệu công trình lập phá lại. Ok các bạn nhá, các bạn đã nhìn thấy rồi. Rồi ok.